Cách làm tinh dầu bơ nguyên chất đơn giản tại nhà. Tinh dầu bơ có tác dụng làm đẹp và tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người chưa biết về cách chiết xuất loại tinh dầu này tại nhà. Vậy thì cùng mẹo vặt cuộc sống thực hiện cách làm tinh dầu bơ nguyên chất mà rất đơn giản nhé. Tinh dầu bơ được chiết xuất từ quả bơ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Với nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe và đặc biệt là làm đẹp nên càng nhiều người tìm đến loài dầu dưỡng thiên nhiên này. Thời gian dự tính làm tinh dầu bơ tại nhà như sau. Thời gian chuẩn bị và sơ chế bơ 25 phút. Thời gian thực hiện chế biến: 40 phút. Cách làm tinh dầu bơ nguyên chất đơn giản tại nhà. Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ. Bơ ước lượng để lấy ra được khoảng 1 kg thịt bơ. Nước cốt dừa, muỗng, chảo chống dính, máy xay sinh tố, dầu dừa 15 ml, khăn hoặc vải túi dùng để ép dầu từ thịt bơ, tô, lọ thủy tinh tối màu càng tốt. Các bước thực hiện. Bước 1: xay nhuyễn bơ. Lấy thịt từ trái bơ cho vào tô. Dùng muỗng nghiền thịt bơ cho nhuyễn mịn như nghiền khoai tây chín hoặc bạn có thể cho thịt bơ vào máy xay để làm nhuyễn, nhưng thịt bơ khá đặc sẽ khó xay nên phải dùng thêm nước cốt dừa. Bước 2, xên hỗn hợp bơ xay nhuyễn. Cho bơ đã được làm nhuyễn vào chảo chống dính, bật lửa lưu riu, cách 5 phút là đảo một lần để bơ tiết dầu đều, chú ý phần đáy và mép chảo để tránh tình trạng bị khét. Đợi đến khi hơi nước bay hết, bạn đảo đều cho đến khi dầu ra nhiều rồi tắt bếp, cho bơ ra khay để nguội. Bước 3, ép dầu bơ, sau khi bơ nguội cho vào miếng vải sạch đã chuẩn bị trước để ép lấy dầu giữ các cạnh của mảnh vải lại với hỗn hợp bơ bên trong bóp thật mạnh thịt bơ trong vải thu được tinh dầu bơ lượng dầu thu được sẽ khá ít đây là loại dầu nguyên chất nhất thu được từ thịt bơ dầu này đặc sánh và mùi rất thơm thành phẩm thu được tinh dầu bơ nguyên chất có thể cho dầu được chiết xuất vào đồ chứa thủy tinh đảm bảo kín để giữ hiệu quả tối đa của tinh dầu mẹo thực hiện thành công để tiết kiệm bạn cho bã bơ vừa ép, cho vào chảo và đảo đều lại, lần này cho tinh dầu dừa vào để là dung môi. Tinh dầu bơ này sẽ lỏng hơn nhưng vẫn giữ được hương thơm nồng. Thu được hai loại tinh dầu, chúng đều tốt và dùng với công dụng như nhau. Khi bảo quản phải để trong lọ thủy tinh tối màu, để ở những khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Đậy nắp kín sau khi sử dụng để đảm bảo giữ được tinh chất dầu. Một số cách làm đẹp với tinh dầu bơ. 1. Làm mềm da, Thoa tinh dầu bơ lên da sau khi tắm và mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút, cũng có thể trộn tinh dầu bơ với kem dưỡng da hàng ngày để sử dụng. 2. Dưỡng ẩm tóc. Kết hợp tinh dầu bơ với dầu mù u bằng cách trộn chúng lại với nhau. Nếu muốn có thêm hương thơm thì chọn mua và thêm vào một vài giọt tinh dầu thơm yêu thích. Dùng hỗn hợp thoa lên da hoặc tóc hàng ngày sẽ thấy độ ẩm được cải thiện rõ rệt. 3. Dưỡng ngôi. Cách làm này có tác dụng hơn cả những son dưỡng ẩm thông thường tinh dầu giúp môi tránh được tình trạng như khô nẻ, bong chóc, giúp đôi môi trở nên bóng mọng và gợi cảm. Thoa tinh dầu lên môi vào mỗi buổi tối trước khi ngủ hàng ngày để thấy rõ hiệu quả, vào sáng hôm sau. 4. Dưỡng da tay Đôi bàn tay là nơi thể hiện và mình chứng rõ ràng nhất độ lão hóa của da. Chính vì thế để có một bàn tay mềm mại và đẹp thì cũng cần phải dưỡng một cách cẩn thận. Làm hỗn hợp dưỡng da bằng cách trộn tinh dầu bơ với lòng đỏ trứng gà, hai thìa yến mạch, một muỗng nước cốt chanh, trộn đều hỗn hợp rồi đắp lên tay, ủ tay bằng cách bọc một túi nilon bên ngoài, giữ 15 phút rồi tháo ra rửa sạch với nước. Cuối cùng là thoa kem dưỡng da. 5. dưỡng mắt. trộn một ít tinh dầu bơ với khoai tây nạo thành một hỗn hợp nhuyễn, đắp mặt nạ dưỡng mắt này lên vùng da xung quanh mắt và giữ trong 20 phút. Cuối cùng là rửa lại với nước ấm. 6. làm giảm triệu chứng viêm khớp, phòng ngừa bệnh nướu răng. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra tinh dầu bơ và dầu đậu nành, gọi là bơ không đậu nành, có thể làm giảm đau và cứng khớp liên quan đến viêm xương khớp. Sự kết hợp này cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh nha chu, còn được gọi là bệnh nướu răng. Với công thức làm tinh dầu bơ tại nhà đơn giản như trên, chắc chắn các bạn sẽ có được dưỡng chất cho mái tóc và làn da đẹp như ý muốn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn vui vẻ, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu cần mua mũ nón các loại, hãy ủng hộ mình tại hạnh dương com nhé. Mến chào và hẹn gặp lại ở các video sau.